Má, cái quầy khó thế nhở? Trời ơi là trời. Đúng lúc con lên level 5 anh em ạ. Đeo thế. Trời ơi, đúng lúc con lên level 5 kìa. Không còn mình để cái lướt E2, mình lướt xuống dưới này là binh rồi. Cay thế nhở? Ok, mình chủ động, mình chủ động, mình chủ động, mình hóa R lên, mình băm trước anh em ơi. Mình lên nội trước là mình mới có lợi thế. Chứ để nó EQ nó làm hết một lượt combo xong rồi nó thiêu đốt là mình ngợp luôn. Kệ đi. Mình combo đấy mình tưởng one shot luôn chứ ta ơi. Ê được nha, được nha, được nha. Mày chơi đi, mày chơi đi, mày chơi đi. Mày chơi được nhiều lắm, mày chơi được nhiều lắm Ven ơi. Mày chơi được nhiều lắm Ven ơi. Gâu đài, gâu đài cái nịt. Gâu đài, gâu gâu đài, gâu gâu đài, gâu đài. Gâu 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 cái mả mẹ mày gâu. À không 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 chửi, nhầm. Đánh nhà cho anh, đánh nhà cho anh đi. Blitz. Ok. Trời ơi, game ngày nào vào cũng cắt tóc đi anh Di ơi. Nhưng mà cắt ở đâu thì không nói cho anh Di biết. Ê mày tài, ác luôn đấy chứ.